Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị thân mến, những trận mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp tục và lũ lụt do chúng gây ra đã lây lan toàn bộ khu vực sông Dương Tử, từ Trung Lưu, Hạ Lưu và lưu vực sông Châu Giang, Tây Giang. Chi cục phòng chống lũ lụt cho biết nhiều sông đã vượt mức cảnh báo. Thông tin thời tiết cho thấy một vành đai mưa đang kéo dài từ Quảng Tây về phía Đông Bắc đến Giang Tô. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam cao thứ hai trong ngày hôm nay tại tỉnh Hồ Bắc. Thảm họa nghiêm trọng nhất trong những ngày gần đây, mực nước của nhiều trạm thủy văn ở trung lưu sông Dương Tử trong lãnh thổ đã vượt quá mức cảnh báo đo đạt được vào ngày thứ ba và hồ Po Hang đã chảy qua. Hiện tượng chảy ngược ra sông Dương Tử lần thứ ba trong năm nay, chuyến phà chở khách trên sông Dương Tử Nam Kinh đã bị đình chỉ và các chuyến bay đến sân bay Lộc Khẩu cũng đã bị chặn. Năm nay, năm 2022 thật là một năm kỳ lạ đối với Trung Quốc khi mùa mưa lũ tại miền Nam có thể tận 2 tháng nữa mới bắt đầu. Thời gian mà hàng năm nước lũ sông Dương Tử cùng nhiều con sông phụ lưu lớn bé khác đã rút. Nhưng cho đến hiện tại, có thể nói nước đã rút được ở nhiều nơi nhưng chưa hẳn là tất cả. Ngay cả những quảng trường Tiananmen, tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, tất cả vẫn đang phải vật lộn với dòng nước dữ xen kẽ với đó là những trận lở đất kinh hoàng. Những cơn mưa đá mang theo những hình ảnh kỳ dị to bằng cái bát. Kể từ đầu tháng này, khi nước này bước vào mùa lũ sớm hơn dự kiến, trụ sở quốc gia kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc cho biết, lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng trực tiếp lên 1.192 quận trên cả nước đã phải hứng chịu lũ lụt, khiến 271 người chết và mất tích 45 người. Tổng cục Quốc phòng chỉ ra rằng tổng số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên tới xấp xỉ 50 triệu người, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2.942.000 ha, 56.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 32 tỷ đô la Mỹ. Tổng cục Quốc phòng cũng cho biết so với giá trị bình quân cùng kỳ năm trước, khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ năm nay, số người bị ảnh hưởng, số người chết và số nhà sập đều giảm đáng kể nhưng thiệt hại trực tiếp về kinh tế cao hơn 51%. Theo BBC News, 56 thị trấn và làng mạc ở 3 quận của thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và quận Beiyang bị ngập lụt. Các thành phố ở Sichuan, tỉnh An Huy đã bị ngập úng nặng nề. Ô tô trôi lênh láng, phương tiện di chuyển cấp bách lúc này của người dân là xuồng, cano và thuyền nhỏ. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi án ngữ con đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp, mực nước sông Dương Tử đang tiến đến bờ kè Hán Khẩu. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc viết tắt là PLA đã gia cố thành công đoạn bờ kè bị vỡ ở làng Xinchen trên sông Sen, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thông tấn xã Trung Quốc dẫn lời một quan chức Cục Quản lý Nhà nước về Quốc phòng cho biết, các khu vực mưa chính trong đợt lũ chính vụ năm nay dự kiến sẽ nằm ở các tỉnh Giang Nam, Giang Hoài, Hoàng Hoài, Tây Nam và Đông Bắc sông Dương Tử, sông Tùng Hoa và sông Hoài Hà, nhiều khả năng sẽ xuất hiện thêm nhiều đợt lũ mới. Bão đổ bộ với số lượng nhiều và mạnh trong năm nay. Trung Quốc đang hứng chịu 6 cơn bão nhiệt đới, cơn bão số 7 mang theo mưa lớn và gió giật trên cấp 17. Tổng cục Quốc phòng cảnh báo rằng mực nước ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Hồ Động Đình và Hồ Po Hang sẽ tiếp tục lần thứ 2 trong năm vượt mức cảnh báo. Bão số 7 bồi thêm mưa lớn đổ bộ vào đất liền nước này. Ngoài ra, sẽ có tới 2 đợt mưa lớn trong 10 ngày tới. Đài quan sát khí tượng Trung ương cũng đã đưa ra cảnh báo khí tượng đối với thảm họa núi lửa. Dự đoán rằng thảm họa núi lửa có nhiều khả năng xảy ra ở các khu vực Đông Nam An Huy, Tây Bắc Giang Đông, Đông Nam Hồ Bắc, Đông Bắc và Tây Hồ Nam. Tổng thư ký trụ sở phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước ông Lưu Ninh cho biết, do đợt biến đổi khí hậu El Nino bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, đầu năm nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến cả năm nay, gây ra lũ lụt, động đất và vòi rồng, mưa đá nghiêm trọng. Tại nhiều nơi, tình hình rất nghiêm trọng và tình hình phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán đang gặp rất nhiều khó khăn khi nền kinh tế Trung Quốc đang sụt giảm nặng nề. Nạn đói khắp nơi do 70% diện tích cây lúa đã bị phá hủy do thiên tai, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã làm cho các cường quốc số 2 thế giới về kinh tế lâm vào cảnh nợ nần. Hiện Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ đã từ chối lời đề nghị cho vay tiền và vàng với lãi suất ưu đãi của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình.
Kính thưa quý vị và các bạn, những ngày mưa lớn ở Hồ Bắc đã khiến 427 người chết, 2.512 người mất tích và hơn 7,36 triệu người bị ảnh hưởng, 223 người chết trong trận lở đất ở Quý Châu và 18 người chết trong điều kiện lũ lụt ở An Huy. Vụ lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày hôm qua tại làng Panbo, thị trấn Lệ Hoa, quận Da Pang, do mưa lớn liên tục khiến 11 hộ gia đình và 30 người mất liên lạc. Theo Tân Hoa Xã, công tác tìm kiếm và cứu hộ đã kết thúc vào đầu giờ sáng hôm nay và cuối cùng đã xác nhận rằng 23 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương. Sở Nội vụ tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra một thông báo sớm hôm thứ Ba rằng 397.100 người trong tỉnh đã được chuyển khẩn cấp do thảm họa và gần 5.900 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nặng do thảm họa và thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 5,7 tỷ nhân dân tệ. Theo số liệu thống kê của Sở Dân Chính tỉnh An Huy, tính từ 5 ngày qua, toàn tỉnh đã phải gánh chịu tổng cộng 6,72 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, với 218 người chết và 44 người mất tích, 363.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp và hơn 13.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 11,35 tỷ nhân dân tệ. Lý Hoàng Dông, Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, đồng thời là Tổng Tư lệnh ứng phó lụt sông Dương Tử khi chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt cho biết, tình hình kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thảm họa trên sông Dương Tử, Hồ Bắc năm nay vô cùng khắc nghiệt do mưa lớn kèm theo hoàn lưu của nhiều cơn bão. Theo thống kê, riêng trong tháng 8 và đầu tháng 9 đã có 6 cơn bão đổ bộ liên tiếp vào các vùng hạ lưu, riêng trong tháng 10 cũng đang đón cơn bão thứ 7 đổ bộ vào Trung Quốc. Theo báo cáo của Nhật báo Hồ Bắc, kể từ đầu tháng 8, lưu vực sông Dương Tử đã trải qua 27 đợt mưa lớn, lượng mưa trên lưu vực nhiều hơn bình thường, gần 20% và mùa lũ đến sớm hơn 11 ngày so với các năm trước. Theo BBC, Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc cũng kêu gọi tăng cường kiểm soát dư luận, chỉ được công bố thông tin rộng rãi khi có được sự cho phép của chính quyền, nắm bắt và xử phạt kịp thời những cá nhân cố tình đưa ra thông tin ra ngoài. Vâng, quả thật là một chính quyền kỳ lạ khi không cho người dân đăng đàn thông tin tình hình lũ lụt lên mạng xã hội. Trong một diễn biến liên quan, nước lũ cũng đã nhấn chìm Thiên An Môn và toàn bộ thủ đô Bắc Kinh. Chính tại nơi này mà chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn ngày đêm tụ hội đem ra kế sách nhằm hãm hại cả thế giới. Theo South China cho biết, hôm qua tại Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc đã xảy ra thảm họa mưa lớn tồi tệ nhất trong vòng 61 năm qua. Hiện tại, mưa không chỉ xuất hiện tại miền Nam và miền Duyên Hải nước này. Giải mây gây mưa đã tấn công Bắc Kinh, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng lao đao và lo lắng. Nhiều nguồn tin cho rằng Bắc Kinh đang rất hỗn loạn khi mưa lũ tại miền Nam chưa dứt thì nay nó đã lan sang tận đầu não của Bắc Kinh. Hiện tại, cụm từ biển lớn Bắc Kinh đã trở thành một từ khóa chính được rất nhiều người quan tâm. Tân Hoa Xã cho biết, tại Bắc Kinh đã có 25 người chết do đuối nước, 6 người tử vong do sập nhà, 1 người bị sét đánh không qua khỏi và 5 người bị điện giật. Theo số liệu từ cuộc họp giao ban thiên tai do chính quyền thành phố Bắc Kinh tổ chức, trận mưa xối xả đã khiến 10.660 ngôi nhà bị sập và 1.602 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại về kinh tế là 11,64 tỷ nhân dân tệ. Được biết cuối tháng 10 là mùa mưa lũ chính ở Bắc Kinh, mưa lớn năm nay đã đến sớm hơn bình thường ở miền Nam, thậm chí nó đã phá kỷ lục về thiệt hại, về lượng và thời gian kéo dài của trận đại hồng thủy trăm năm một lần năm 1998. Chuyên gia thuộc nhóm dự báo thời tiết của Tổng cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, ngày hôm nay Bắc Kinh gặp mưa lớn kỷ lục trong 61 năm qua. Trong trận mưa lớn ở Bắc Kinh, Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo màu cam đầu tiên trong lịch sử dự báo mưa lớn của Bắc Kinh. Sau trận mưa xối xả, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi mọi người, từ người giàu đến người nghèo, giàu góp nhiều thì nghèo góp ít. Người dân nên quyên góp tiền và vàng để chính phủ khắc phục hậu quả. Nhưng lời kêu gọi đó đã bị cư dân mạng tẩy chay. Họ không chấp nhận lời kêu gọi đó của ông Tập. Cũng phải thôi, khi mà lũ lụt khó khăn chồng chất thì người dân làm sao mà còn tâm trí quyên góp. Nhiều người còn nói rằng chính quyền Bắc Kinh thật là hẹp hòi và vô trách nhiệm. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Khí tượng Bắc Kinh, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh từ 8 giờ tối ngày hôm qua đến 8 giờ sáng ngày hôm nay đã đạt 177,7mm và lượng mưa trung bình ở các khu vực thành thị cũng đã đạt 100,9mm. Người ta đang nói vui với nhau rằng chả cần phải đi ra Biển Đông cho xa, hiện tại Tập Cận Bình cũng đã được ngắm biển tại Bắc Kinh. Nhưng đáng lòng hơn thì biển Bắc Kinh sẽ rất nhạt nhẽo và não lòng vì nó không có muối. Những hình ảnh cho thấy công viên cũng đã bị ngập hoàn toàn, nước tích tụ nghiêm trọng dưới một cầu cạn gần ga tàu điện ngầm và những chiếc xe đạp đang đậu sang một bên gần như bị ngập.
Những tượng rồng phun nước từ mái như ám chỉ Long Vương Đông Hải đang phun nước tạo mưa, đây được cho là đòn trừng phạt dành cho chính Bắc Kinh. Khi nước này thường xuyên đem tàu chiến và quân đội tiến ra vùng biển Hoa Đông và Biển Đông để chiếm đảo, chiếm nước. Tàu Cận Bình thích nước thì giờ đây lão đã được tại nguyện. Trận mưa lớn hôm qua đã gây thương tích nghiêm trọng cho cây cầu đường sắt cách đường cao tốc Bắc Kinh-Hồng Kông-Ma Cao dài 16 km, khiến nhiều phương tiện bị ngập nước. Thi thể 3 nạn nhân trong một xe ô tô được cho là của một quan chức thành phố Bắc Kinh, bao gồm cả xe và thư ký riêng, đã được tìm thấy. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết không loại trừ khả năng một số người vẫn đang bị nhấn chìm trong những chiếc xe kia. Nhìn vào những hình ảnh, chúng ta có thể thấy những chiếc xe ô tô đã bị ngập hoàn toàn, ngay cả những chiếc xe buýt to lớn như vậy cũng đã bị ngập tới nóc. Qua đó, chúng ta có thể thấy Trung Quốc năm nay đã phải hứng chịu những trận lụt tồi tệ như thế nào. Những thảm họa này là thiên tai hay nhân tai? Phải chăng là cả hai kết hợp? Lượng mưa lớn ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh cũng đã ảnh hưởng đến rất nhiều nơi của thành phố, nghiêm trọng nhất vẫn là Bắc Kinh và Thiên Tân. Mưa đá kèm thêm mưa lớn gây ngập lụt mặt đất, hư hỏng rất nhiều phương tiện, thảm thực vật và hoa màu, cây trái, ùn tắc nhiều điểm giao thông, đường dây cứu hộ 911 của nhà nước Trung Quốc liên tục đặt trong tình trạng quá tải. Hiện thiệt hại sau khi mưa lớn kèm mưa đá đi qua vẫn chưa thể thống kê, nhưng chắc chắn đây cũng là một con số không hề nhỏ. Thê thảm hơn, trận mưa đá đã khiến những người vô gia cư trên đường phố không còn nơi ẩn náu. Một số con đường ở trung tâm Bắc Kinh cũng đã bị tê liệt, giao thông nhiều giao lộ với nhau cũng đã bị cắt. Tại một vùng quê ngoại ô Bắc Kinh, Tổ chức Phòng thủ Dân sự địa phương đã đưa ra cảnh báo lốc xoáy cho chính quyền. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, hiện chưa có thêm thống kê về thương vong. Và câu hỏi đặt ra ở đây, liệu rằng ông Tập Cận Bình có khi nào tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng mình đã làm gì mà để đất nước bị thiên tai và thiên nhiên tàn phá khủng khiếp đến như vậy? Tại sao mưa lũ vẫn chưa chịu buông tha cho Trung Quốc? Dịch bệnh chưa qua rồi mưa lũ lại đến, bão tố vòi rồng mưa đá. Ông ta có tự nghĩ rằng những thiên tai thảm họa mà Trung Quốc đã và đang tiếp tục phải hứng chịu chính là quả báo vì những điều xấu và tai ác mà đất nước này đã gây ra cho toàn thế giới, đặc biệt là Việt Nam của chúng ta? Hơn lúc nào hết, Tập Cận Bình cần quay đầu là bờ, để đến khi trời cao nổi giận trút xuống Trung Quốc thì lúc đó ông ta có hối hận thì cũng đã muộn màng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của Ban Biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.